Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục mình hướng dẫn học bài chính giáo trình câu và từ hội thoại tiếng Hàn Quốc. Là giáo trình cũng rất là hay. Đó thì những cái từ vựng cơ bản mà mọi người có thể học để thuộc để sử dụng thôi. Vì đây là xin chê là thân thể. Mình đọc là thân thể nhưng mà từ người dịch là cơ thể thì mình rất là khó dễ hiểu. Xin là thân á, chê là thể. Xin chê là thân thể là tiếng Hàn. Biên là bệnh. Chideo mình đừng dịch là điều trị, là trị liệu ha. Theo tiếng Hán Hàn thì là trị liệu thì mọi người sẽ nghe hơn, điều trị cũng được ha. Rồi tiếp theo, nhưng có những từ mình sẽ khác rất nhiều, mọi người phải học cần như vậy thì nó sẽ dễ hiểu hơn ha. Tiếp theo mình giải thích tiếp là từ là Meri là đầu, Meri Karak là tóc, Karak ha, Nun là mắt, Khi là tai, Ip là miệng, Ipsul là môi, Khô là mũi, Ibal là răng, Hơ là lưỡi, Hơ Mok là cổ, Mok Oke là vai, Oke Kasum là ngực, Kasum Son là tai, Son Pan là cánh tay, Pan Son Karak là ngón tay, Son Karak là ngón tay, Phan Mok là cổ tay, Phan Mok là cổ tay, Tari là chân, Phan là nó phải là Phan nè, Phan nghe là ban thôi, Phan là bằng chân, Phan là bằng chân, Phan Karak là ngón chân, Phan Karak là ngón chân, Phan Mok là cổ chân, Phan Mok là cổ chân, Bia là xương, Tinh Bia là xương sống, Tinh Bia là xương sống, Hari là lưng. Khi là máu, khi là máu, be là bụng, tinh dốc là cơ bắp, hay là bắp thịt ha, cơ bắp, tinh dốc là cơ bắp ha, quy là vị, tiếng Hán vị là dài dài, đại trang là đại tràng ha, tiếng Hán này, tiếp theo là khê là phổi, phế phổi ha. Phê ha, là phổi. Tiếp theo là tim, là xim trang, là tim. Can là gan. Chi quan chi là phế quản. Và đã có những cái bệnh như sau: biến là bệnh, cầm chi là cảm cúm, chi chín là ho, dân là sốt, mông sa là mỏi mệt, mông sa đi chế tà là bị mỏi mệt, mới đi ập thứ tà là đau. Aputa là đau, hên chi chân là chóng mặt, chung chi là đau răng, quy biên là bệnh dạ dày, quy biên nghe cần đi tà bị bệnh đau dạ dày, sần xa là đi ngoài tiêu chảy, bền bi là táo bón ăn không ra, bền bi với sần xa hai cái này ngược nhau nha. Chê hà tà đầy bụng, chê hà tà là đầy bụng, xin chăng biên là bệnh tim, cà nhôm là bệnh gan, ma bi là bại liệt, quản chân dâm là bệnh khớp, em là ung thư, cô hơi đáp là cao huyết áp, chân hét là xỉn, bun nhân chân là mất ngủ, bun nhân chân é cần lưu mì đỏ mất ngủ, sơn biên bệnh về giới tính, fibu dâm là viêm da, dâm là viêm, fibu là da, vi dòm là viêm mũi, men trang là ruột thừa, men trang ở Việt Nam bệnh này thường xuyên có nè, me tóc là giang mai, trần nhâm bị ân là bệnh truyền nhiễm, trần nhâm do truyền nhiễm, tanopion là bệnh tiểu đường, canxin là bệnh động kinh nè, trần sinh biên là bệnh thần kinh,
Dân sinh dân, im sinh là có thai. Hóa sang nên ít tà là bị phỏng ra. Hóa sang nên xa cô đến tàn hà tà là bị tai nạn. Sang xa cô đến tàn hà tà là có chút nó luôn vậy ha. Bê tà là bị đứt, bị cắt. Chê là thể, mà ôn là nhiệt, nhiệt độ cơ thể. Chê ôn là nhiệt độ cơ thể. Hân ếch hân, hân ếch hân là nhóm máu, hân ếch hân nhóm máu. Sang chơ là vết thương. À, bốc dông hà tà là uống thuốc, bốc dông hà tà là uống thuốc. À, trung viên là bệnh nặng, trung viên là bệnh nặng ha. Tiếp theo là bệnh điều trị, bệnh viện là có viên quên. Giáp khúc là tiệm thuốc, hoan cha là bệnh nhân. Giáp là thuốc, cảnh hô sa là y tá, y sa là bác sĩ. À, chân chan lên bắt tà chống bệnh. Chờ bia, chờ bang, chờ bang là chờ bang là tiếp thuốc, uống thuốc. Giáp hôn là nấu thuốc, thuốc nước. Anh giác là thuốc viên. Bún chi biên là bệnh năng y. Bún chi biên là bệnh năng y. Bún chi biên là bệnh năng y. Tiếp theo là chi đô rinh bát tà. Chi đô rinh bát tà là chi đô rinh bát tà là trị bệnh. Chi đô rinh bát tà là trị bệnh hay chú sa là tim. À mọi người, chú sa là cái ống tim á. Cái ống tim à. Chirurin bắt tà là trị bệnh. À, tiếp theo là chu sa là tim. Chu chu là phẫu thuật ha. Chu chu là phẫu thuật biên y nát tà khỏi bệnh. Tiếp theo là biên e cân ly là biên e cân ly tà là mắc bệnh ha. Cảm chi giác, giác là thuốc. Cảm chi là cảm, thuốc cảm. Hay dân chê thuốc hạ nhiệt. Hay dân là hạ nhiệt, chê là thuốc. Giờ càng xin chê, càng xin chê là thuốc cho tim, càng xin chê thuốc thông giác, thuốc đau đầu, bên bi giác là thuốc táo bón ha, sần xà giác, xin chê giác thôi. À, hang sen chê là thuốc sáng sinh, à, chinh thông chê là thuốc giảm đau, chinh thông chê, phim giác là thuốc tránh thai, phim giác, xung minh chê là thuốc ngủ, xung minh chê là thuốc ngủ, vitamin, vitamin, bô giác là thuốc bổ, vi chăn giác là thuốc đau dạ dày. Số hoa chê là thuốc trợ tim, trợ tiêu. Số hoa chê bốc dông ha tà là thuốc uống thuốc bốc dông ha tà. Xích chân bốc dông, xích chân bốc dông là uống thuốc trước khi ăn. Xích chân bốc dông, à, xích chân bốc dông, bốc dông là uống thuốc ha. Xích thu bốc dông là uống sau khi ăn. À, bốc dông bằng bóp là bốc dông bằng bóp là uống thuốc là bốc dông, mình dùng bốc dông là tự nhiên mình dùng luôn ha. À, bu chắc dông, à, tác dụng phụ, bu chắc dông tác dụng phụ ha. Không tác dụng, tác dụng phụ, bu chắc dông tác dụng phụ vui ta. À, cái từ bên nha, bài khó ha. Bu chắc dông là tác dụng phụ. Hydrocephalus mỗi ngày 3 lần, mỗi ngày một loại 3 lần đúng không? Hydrocephalus ít quên là nhập viện, thuê quên là xuất viện. Có những câu thông dụng mình có thể học như sau: khi ca ở ma về dò, bạn cao bao nhiêu mét? Vaccine ship y về dò, vaccine ship y về dò là bạn 1m7. Momu kề nên ở ma về dò, momu kề là cái nặng bao nhiêu mom là thân thể, momu kề là nặng. À, thân thể nặng bao nhiêu ở ma về dò? Trả lời là yếu ship hàn kilo về dò, nặng 86-88 kg. Hari tunde nên anh ma về gió. Hari tunde là một cái cầu bao nhiêu? Kika vaccine ship anh ma giờ cầu mét 7 hả? Sari mani ba chân nè ô. Bạn đi bạn gầy đi nhiều lắm. Sari mani ba chân nè, ba chân nè ô. Bạn đi gầy nhiều nhá. Tốt mà nghe khoái luôn. Sari mani chất sè ô. Sari mani chất sè ô. Tăng nhiều rồi. Và chất tà, chất tà ha. Và chất tà là giảm cân, mà chất chất sử dụng là tăng cân. Bán lịch khư nè yô, bán lịch khư nè yô, bạn lớn em lớn nhanh quá, cháu cháu lớn nhanh quá. Thứ nhờ nên mà đi nước cơ bùi dò, nước cơ bùi dò.
Nên cơ mà nên nên cơ bôi dây dọn trong cái dài đi nhiều. Đây Bồ Tát cho mơ bôi nèo. Đây Bồ Tát cho mơ bôi nèo. Cho nên đây Bồ Tát nên nên cơ bôi dây dọn, nên cơ bôi dây dọn. So với tuổi thì già trước, già trước tuổi cần căn ý anh cho ai dọn sức khỏe không tốt mà. Cần kia cần căn ý anh cho ai dọn. Chứ cần căn ý mà anh cho ai chết sợ dọn. Chế cần căn ý mà anh cho ai chết sợ dọn. Sức khỏe tôi đã tốt dần lên rồi mọi người. Đau ốm cho nên phi con hâm bị tà mà mệt quá. Phi con hâm bị tà là mệt quá. Cho nên xăm in trên nè hâm kia thân đất sợ dọn. Ba ngày trước đã bị cảm từ ba ngày trước rồi. Giác kinh mất kết nền đè. Đã uống thuốc rồi đó. Giác kinh mất kết nền đè. Biến ý Anna sơ dọ là không thổi, không khỏi bệnh được. Biến quên này bố này chú sơ dọ. Hãy tôi tới bệnh viện. Cho nên xin cha đến bát tát sơ dọ. Cho nên mơ đi ập hai dọ. Mơ đi ập hai dọ là tôi đau đầu quá đi. Mơ đi ập hai dọ tôi đau lưng cho nên hơi đi cao hay không hả chú sa lên là noa chú sa yo chú sa lên noa chú sa yo hãy tìm cho tôi một nhát đi nha biết xin tông an chưa ra hiểu cần nghĩ vài hơi ngày hơi mới được cho nên dắt khúc e cầm đi ta cho nên dắt khúc e cầm đi ta dắt khúc e cầm đi ta tới đến thầy thuốc này dắt khúc e cầm đi ta cho nên cầm kia cần lớp sa yo cảm kia con lớp sợi o cho nên cảm kia con lớp sợi o tôi đã bị cảm rồi biến chứng sang ý ở tất kỳ tế o biến chứng sang ý ở tất kỳ tế triệu chứng bệnh của bạn như thế nào không triệu chứng bệnh biến chứng sang là triệu chứng bệnh đó à khi chim trong hang ổ giờ đi nào ổ mới đi cả hai ổ ho sốt và đau đầu rồi tới đây nha.